Không phải là sư tử, cũng chẳng phải là hổ, đây mới chính là đại ca bố đời mẹ thiên hạ trong thế giới động vật. Bạn có biết đó là loài gì không? Và câu trả lời của chúng ta đó chính là siêu chí phèo, lửng, mật. Cùng họ hàng với chồn hôi nhưng đừng vội tin vào khuôn mặt ngây thơ cũng như dáng đi hèn hạ của lửng mật. Chúng thực sự hung hãn và cư xử kỳ quặc hơn loài người lầm tưởng rất nhiều. Dù chỉ nặng khoảng 10kg nhưng chúng sẵn sàng chiến đấu tay đôi với sư tử, chăn, rắn độc và lao thẳng vào trong tổ ong để lấy mật. Không những thế, trừ những lúc phải chiến đấu với các loài thú ăn thịt to lớn và nguy hiểm thì lửng mật toàn đi cà khịa và gây gỗ chỉ với mục đích là để cho vui. Sở dĩ lửng mật chí phèo như vậy là bởi vì chúng rất tinh ranh và có lớp da siêu dày cứng cáp như một chiếc áo giáp, dày đến 6mm. Bên cạnh đó là khả năng kháng độc siêu đỉnh. Nếu chúng bị rắn độc cắn thì chỉ bất tỉnh nhân sự khoảng 2 giờ đồng hồ rồi lại tỉnh trở lại bình thường. Ngoài ra chúng còn có hàm răng nhọn, chắc khỏe để cắn và xé. Bạn nghĩ sao về đại ca của thế giới động vật?